10 quả. 10 quả? Vâng. Đây, cháu có túi ở đây. Đẹp mà, cái trứng mới luôn ấy. Lấy cái gì, lấy tiền ra đây. 25.000 chả lấy à? Vâng, 25.000. Còn bán hàng 45.000. Nó cùng đấy là chị. À, dưới này vẫn có tiền nữa. Dưới này vẫn có nhiều chúng thế, ngon thế. Cái này là vì thế này chả thấy đâu à. Nó cùng loại đấy mà. Vâng. 10 quả và 25 quả. Em gửi với chị. Em bù lại 5.000 chị này. Vâng, đây ạ. Vâng. Lên một ma là lốc. Thêm cháu vào cho nó đỡ đi đường xa nó đỡ vỡ. Không có nhiều, có nhiều lấy thêm về đi. 50.000 đây. Ừ. Được rồi.
bây giờ còn đầy kìa, nhưng mà cô chưa nuôi không. Nó mặt nó chín như cần mà nó nhẫn như mặt này. Khi nào xem hình ảnh được chú thấy được. Có trứng đi em ơi. À, chị ơi, trứng này bán bao tiền nhỉ? 1 chục 25 nghìn. 1 chục 25 nghìn đấy. Trứng này gì? Ở trong làng đấy. Trong làng sạch luôn. Chị lấy quả. Vâng. Ôi trời ơi, tưởng có món gì hay chứ. Ở chú khi lái đi cái hình này mà. Dạ. Chục bao nhiêu ấy? 1 chục 25 cô ạ. 25 nghìn đấy. Vâng. Bao nhiêu quả? 2, 4, 6, 8. Có cần một quả không đấy? Lấy cho em một ít. Bán cho 1 chục. Vâng. Rồi. Còn bằng này quả thôi là hết rồi đấy. Đây đây. Chú vâng. Tiền. À. Cảm ơn ạ. Cho 20 nghìn. Vâng. Cánh chim bị đi vào. Em lấy cả chim này. Vâng. Xem.
Mua quả to to em về đập trứng với. Tay em sao rồi? Đâu rồi chị ạ? Cân cho em. À, hết cân hết ạ? 450. Ăn hết cái Tết ăn cho chị đọc cân nha. Ăn rồi, có 10, 12, 15, 13 thôi.
Thank you.